Minh Đầu Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Kỷ Mão, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Cau Trận, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh thành đầu thổ, ngày kỷ mão tức chi khắc can, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm thành đầu thổ, kỷ tuổi quý dậu, ất dậu ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày mão lục hợp với tuất, tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục xung với dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ và tuyệt thân. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Tân Dậu, Ất Dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão. Và các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức Hợp, tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao Phúc Sinh, tốt mọi việc, sao Quan Nhật, tốt mọi việc, sao Minh Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc, sao Thiên Ân, tốt mọi việc, sao Thiên Thị, tốt mọi việc, sao Nhân Chuyên, Đại Cát, tốt mọi việc, có thể giải được các sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ngục, xấu mọi việc, sao Thiên Hỏa, xấu về lập nhà, sao Thổ Phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Thần Cách, kỵ về tế tự, sao Nguyệt Kiến Chuyển Sát, kỵ về khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng chính nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn tuổi Tý đang có điềm báo có thể tai họa sẽ xảy đến bất cứ lúc nào trong ngày hôm nay. Do đó, bản mệnh tuổi Tý khi làm bất cứ việc gì cũng cần phải hết sức cẩn trọng, suy nghĩ trước sau cho kỹ càng rồi mới tiến hành để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra với mình nhé. Nhất là khi trong ngày có sự xuất hiện của thiên quan chiếu mệnh, điều này cảnh báo cho bạn tuổi Tý đang có nguy cơ thị phi đeo bám, phá hoại vận trình công danh, sự nghiệp của bản mệnh. Mọi chuyện tốt nhất nên dĩ hòa vi quý, đừng có đối chọi quá gay gắt, kẻo lại tự rước họa vào thân bạn tuổi Tý nhé. Và may mắn là trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Điều này cho thấy các cặp đôi đã cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của đối phương dành cho mình. Với những mâu thuẫn trước đó không còn tồn tại nữa, mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp như thuở ban đầu, tình cảm theo đó mà tăng lên gấp bội lần nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, khi làm bất cứ việc gì cần phải hết sức cẩn trọng, suy nghĩ trước sau cho thấu đáo. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, đề phòng có điềm báo tai họa có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa,
Mọi chuyện tốt nhất nên dị hỏa vi quý, tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ có nguy cơ thị phi điêu bám, phá hoại vận trình công danh, sự nghiệp. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, các cặp đôi cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của đối phương với mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 76, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn tuổi Sửu có được một ngày đàm phán, hợp tác làm ăn rất chi là suôn sẻ, nhờ tài ăn nói ngoại giao khéo léo, gây dựng được ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Dù đối phương có khó tính hay là khắt khe đến như thế nào đi chăng nữa, thì với bạn tuổi Sửu cũng có thể giữ được sự bình tĩnh, hài hòa, xây dựng được thiện cảm để tạo ra điều kiện có lợi cho mình nữa nhé. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, tài vận của bạn vô cùng là hanh thông, bản mệnh làm gì cũng đều có quý nhân tương trợ, mưu sự thuận lợi. Hơn nữa, bản mệnh lại giỏi về kinh doanh, cho nên trong ngày hôm nay có thể tạo ra bước đột phá lớn về sự nghiệp, kéo theo là thu nhập có sự cải thiện một cách đáng kể nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc. Điều này khiến cho chuyện tình cảm của bạn lại không được như ý, cứ hợp rồi tan. Có lẽ vì điều này mà với bạn tuổi Sửu không có nhu cầu tìm một ai đó đặc biệt dành riêng cho mình. Thậm chí bạn còn sẵn sàng sống một cuộc sống độc thân và trải nghiệm mọi thứ theo cách riêng của mình nữa nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, xây dựng được thiện cảm với người đối diện để tạo ra điều kiện có lợi cho mình. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, đàm phán, hợp tác làm ăn được suôn sẻ, nhờ tài ăn nói, ngoại giao khéo léo. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, tạo bước đột phá lớn về sự nghiệp, thu nhập có sự cải thiện đáng kể. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, tài vận được hanh thông, làm gì cũng đều có quý nhân tương trợ. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, tình cảm không được như ý, cứ hợp rồi tan bất định. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được nhiều ý tưởng phát triển mới mẻ, và đây là lúc với bạn tuổi Dần thoải mái sáng tạo, có được những bước đi mới mẻ trong sự nghiệp, đề xuất phương án mới sẽ rất dễ được sự tán đồng, và thông qua đó bạn hãy mạnh dạn thể hiện bản thân mình nữa bạn tuổi Dần nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần đang gặp được chính ấn trợ mệnh dẫn đường chỉ lối cho bạn, cho nên với bạn tìm thấy được những lối đi đúng đắn, phát triển được thế mạnh của bản thân mình và có thể sẽ giành được nhiều sự thành công trên con đường phía trước, đạt được mục tiêu mà mình đã mong đợi nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc khí vượng, điều này đòi hỏi bạn cần phải để tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn, đặc biệt là chăm sóc cho gan, thận tốt hơn. Bạn nên lưu ý rằng chế độ ăn uống đúng giờ, đảm bảo đủ dinh dưỡng và ăn nhiều rau xanh sẽ giúp cho lá gan của bạn hoạt động nhịp nhàng, không bị tích tụ mỡ và các chất độc hại nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này,
Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, thoải mái sáng tạo, có được những bước đi mới trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, có nhiều ý tưởng phát triển mới mẻ. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, tìm thấy lối đi đúng đắn, phát triển được thế mạnh của bản thân. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, đề xuất phương án sẽ rất dễ được sự tán đồng và thông qua. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, cần phải để tâm hơn tới sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc cho gan thận của mình thật tốt. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 88, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có thiên ấn nhập cục. Cái điều này giúp cho mọi việc của bạn trong ngày hôm nay đang rất thuận lợi, khi mà với bạn tuổi Mão, bạn phát huy được những ưu điểm của mình, cơ hội về nghề nghiệp của bạn đang có dấu hiệu được cải thiện một cách rõ rệt. Và ngày hôm nay phù hợp để cho bạn đưa ra những quyết định quan trọng cho tương lai của bản thân mình nữa nhé. Với bạn tuổi Mão trong ngày này, chỉ cần bạn nghiêm túc với những định hướng hiện tại của bản thân, công việc không ngừng cố gắng vươn lên, với bạn sẽ sớm có được cơ hội thăng tiến trong bất cứ ngành nghề nào mà bạn đã lựa chọn. Những bạn làm trong các ngành nghề liên quan tới học thuật như là bác sĩ, kỹ sư, luật sư sẽ gặt hái được rất nhiều may mắn nổi trội trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão, bạn nên chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe của bản thân mình khi trong ngày đang gặp ngày có mộc khí vượng. Bạn mệnh nên từ bỏ các thói quen như là ăn vặt, ăn đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, chứa nhiều chất bảo quản, dầu mỡ sẽ làm gia tăng thêm gánh nặng cho gan của bạn nhé. Vài câu quýt cho bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này. Từ vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, cơ hội nghề nghiệp của bạn đang có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Từ vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, mọi việc diễn ra được thuận lợi khi có được sự phát huy ưu điểm của bản thân. Từ vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, sớm có cơ hội thăng tiến nếu như bạn duy trì được sự nghiêm túc và nỗ lực. Từ vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, ngày hôm nay phù hợp để cho bạn đưa ra những quyết định quan trọng. Từ vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, nên chú ý về vấn đề sức khỏe, giảm gánh nặng cho gan. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 58, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Mão Thìn tương hại. Điều này nhắc nhở bạn tuổi Thìn cần phải đề phòng có kẻ tiểu nhân rình rập và sẵn sàng gây hại cho bạn bất cứ lúc nào trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Thìn, đây sẽ là một ngày khá vất vả với bạn khi gần như không được nghỉ ngơi chút nào, cũng không nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Càng những lúc như vậy, với bạn tuổi Thìn càng cần phải hành sự cẩn trọng, tính toán cho kỹ càng, tránh bị sập bẫy của những kẻ tiểu nhân nhé. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thương quan giáng họa, điều này làm cho bạn nên hạ thấp cái tôi của mình xuống. Không ai phủ nhận bạn thông minh, tài trí, thế nhưng bạn đừng để cho sự hiếu thắng của mình làm cho bạn trở nên cao ngạo, để cái tôi của mình quá cao trong mọi việc sẽ dễ làm hỏng mọi chuyện lắm nữa. Ngày này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này khiến cho cái mối quan hệ tình cảm của bạn cũng không được ổn định cho lắm. Với bạn cần phải chú ý tới những đối tượng khác giới vây quanh mình và giữ một khoảng cách hợp lý, tránh những mâu thuẫn phát sinh vì sự ganh tuông mù quáng nữa. Về câu quý cho bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, cần phải hành sự cẩn trọng, tính toán cho kỹ càng,
tránh sập bẫy của những kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, đề phòng tiểu nhân rình rập, sẵn sàng gây hại bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, đừng có để cho sự hiếu thắng khiến cho bản thân mình trở nên kiêu ngạo. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, nên hạ thấp cái tôi của bản thân mình để tránh những rắc rối không đáng có. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, mối quan hệ trong chuyện tình cảm không được ổn định cho lắm. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 63, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh, cái điều này sẽ đe dọa tới vận trình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Tỵ, bản mệnh đang có điểm báo mất tiền hao của khá rõ ràng, và trong kinh doanh, buôn bán hay là tiến hành những công việc liên quan tới vấn đề về tiền bạc thì với bạn tuổi Tỵ cần phải hết sức cẩn trọng, chỉ một chút lơ là thôi cũng sẽ khiến cho bản mệnh phải trả giá rất đắt bằng việc mất đi những đồng tiền xương máu của mình kiếm được nhé. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ đang gặp hung tinh chiếu mệnh, cái điều này còn gây ra những mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn bè trong ngày, và điều này có thể khiến cho bạn cảm thấy buồn phiền hoặc là tâm trí trở nên hỗn loạn. Hai bên tốt nhất là nên bình tĩnh để tìm ra được tiếng nói chung nữa. Và may mắn là trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Điều này làm cho mối quan hệ giữa các cặp đôi đang vô cùng là hài hòa và tốt đẹp. Đối với những người đã có gia đình rồi, các thành viên trong nhà luôn cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm, chăm sóc của bạn. Bản mệnh luôn coi gia đình là nơi chốn vững chãi nhất, giúp cho bạn đứng vững trước những sóng gió, khó khăn của cuộc sống này nữa nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, cẩn trọng trong kinh doanh, buôn bán, đầu tư về tài chính. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, tài lộc bị đe dọa, điểm báo mất tiền hao của khá rõ ràng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp nên bình tĩnh để tìm ra tiếng nói chung. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, chỉ một phút lơ là cũng có thể làm cho bạn sẽ phải trả giá rất đắt. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, mối quan hệ tình cảm diễn ra vô cùng là hài hòa và tốt đẹp. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 80, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ngọ, chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn tuổi Ngọ có thể sẽ phải đương đầu với không ít những khó khăn, trục trặc trong công việc ngày hôm nay. Và thay vì cuống cuồng mà khiến cho mọi chuyện trở nên loạn lên, thì điều bạn nên làm lúc này là hãy giữ một trạng thái tinh thần thật tỉnh táo, đừng có nên nóng giận vì mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó, và chỉ khi bạn bình tĩnh lại mới có thể tìm ra được giải pháp phù hợp mà thôi nhé. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên tham khảo ý kiến của những người thân thiết và đáng tin cậy trước khi đưa ra những quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc trong ngày hôm nay. Với những quyết định vội vàng và có phần cố chấp của bạn đưa ra trong lúc đầu óc thiếu đi sự tỉnh táo, có thể khiến cho đồng tiền mồ hôi nước mắt của bạn làm ra bị bay bín đi đó bạn tuổi Ngọ nhé. Bù lại, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại có phần rất tốt đẹp. Đối với những bạn đang còn độc thân, có được nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với những người khác phái.
bạn mệnh có sức hấp dẫn riêng khiến cho đối phương không thể rời mắt khỏi bạn. Với những bạn đã có đôi có cặp thì ngày hôm nay cũng là lúc để cho các bạn hâm nóng tình cảm của mình cho thêm phần nồng nàn và say đắm hơn nữa nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Ngọ trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim nên giữ một trạng thái tinh thần thật tỉnh táo để tìm ra giải pháp. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy phải đương đầu với không ít trục trặc trong công việc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa có thể mất tiền vì quyết định vội vàng, thiếu tính quyết đoán. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ nên tham khảo ý kiến của những người đi trước để có quyết định liên quan tới tiền bạc được khả thi hơn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, đối với những bạn đang còn độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với những người khác phái. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 87, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu da cam, màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi tuất. Tử vi tuổi Mùi, Chủ nhật, ngày 27 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp hợi mão Mùi phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình công danh, sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay rất chi là suôn sẻ. Với bạn tuổi Mùi, làm gì cũng được thuận buồm xuôi gió, không có chướng ngại nào đáng kể. Với bạn đang nhận được sự ủng hộ của mọi người, lại thêm sự cố gắng tự thân, cho nên bạn cứ thế tiến băng băng về phía trước, hoàn thành mọi nhiệm vụ và kế hoạch với kết quả xuất sắc hơn cả dự tính ban đầu của mình nữa. Và trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có thực thần trợ mệnh, cho nên với bạn đang có được lộc trời ban, nhất là đối với những ai làm trong các lĩnh vực như là kinh doanh, buôn bán, bạn dễ dàng xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, với bạn tuổi Mùi cũng cần phải phân biệt rõ những đối tượng tốt, xấu để tránh tình trạng bị tiểu nhân lợi dụng, khiến cho bản thân mình phải chịu nhiều thiệt thòi về sau này. Chỉ có điều, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, lại báo tin không mấy vui vẻ về chuyện tình cảm cho bạn ngày hôm nay. Đối với những bạn đang còn độc thân, bạn buồn bã khi mãi chẳng có thể tìm thấy được người nào phù hợp với bản thân mình. Bạn có suy nghĩ thất vọng về chính mình, chán nản với tình yêu, đang có ý định đóng cửa trái tim mình, không còn hy vọng gì nữa đó nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Mùi trong ngày Chủ nhật này: tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim nhận được sự ủng hộ của mọi người, tiến băng băng về phía trước. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, vận trình được hanh thông, suôn sẻ, làm gì cũng được thuận buồm xuôi gió. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, có lộc trời ban, nhất là đối với những người làm trong các lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, hoàn thành mọi nhiệm vụ và kế hoạch với kết quả rất xuất sắc ngoài dự tính. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, đối với những bạn đang còn độc thân, buồn bã, chẳng tìm thấy được người mình yêu thương. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 28, số 68, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Thân, Chủ nhật, ngày 27 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Với bạn tuổi Thân đã dành nhiều thời gian để làm tốt nhiệm vụ mà mình được giao, cho nên đây là điều mà bạn xứng đáng được hưởng nữa nhé. Có điều, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có mộc kim bất dung. Cái điều này cho thấy với bạn đang có những mâu thuẫn có thể xuất phát từ những lợi ích riêng ở những người trong gia đình. Tiền bạc có thể làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người, và với bạn tuổi Thân cũng đang phải chịu chung số phận nữa.
Gia đạo bất an, có nhiều vấn đề phát sinh, cho nên bạn mệnh tuổi Thân không tìm được cách hợp lý để có thể đảm bảo được tình cảm gia đình không bị sứt mẻ. Những cơn bão ngầm vẫn đang âm ỉ, vì vậy bạn hãy tìm tới sự hỗ trợ, giúp đỡ nếu như cảm thấy cần nữa bạn tuổi Thân nhé. Về cầu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy có nhiều vấn đề phát sinh do tiền bạc, tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa chưa thực sự hiểu và thông cảm cho nhau, tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ tình cảm rạn nứt, mâu thuẫn bùng nổ, tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc có nguồn thu nhập tương đối là vững vàng và ổn định, tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim không tìm được tiếng nói chung. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 40, số 81, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật, ngày 27 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo có sự tranh cãi, xung đột có thể xảy ra trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Dậu, dễ gặp phải sự phản đối từ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là cả cấp trên trong quá trình trao đổi công việc. Điều này khiến cho tâm trạng của bạn bị sa sút một cách nghiêm trọng. Và trước khi đổ lỗi cho người khác, với bạn tuổi Dậu cũng nên xem xét lại những ý tưởng, kế hoạch của bản thân mình, xem đã phù hợp hay là chưa. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Điều này cũng cho thấy, với bạn đang có những dấu hiệu rạn nứt sau những mâu thuẫn kéo dài, bạn mệnh nên tìm cách giải quyết nếu như còn muốn cứu vãn về mối quan hệ tình cảm mà mình đang có. Bạn đừng có ngần ngại là người xuống nước trước, vì trong tình yêu, thắng thua không quan trọng nhé. Cái điểm sáng duy nhất của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, đó là về phương diện tài lộc, nhờ thiên tài trợ mệnh. Cho nên với bạn tuổi Dậu đang gặp được nhiều thuận lợi về tài chính. Nếu như bạn đang làm một số ngành nghề tay trái, bạn mệnh có thể sẽ thu được một khoản tiền không nhỏ về cho mình nhờ những công việc bên lề này nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy dễ gặp phải sự phản đối từ đồng nghiệp trong quá trình làm việc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa có điểm báo, có sự tranh cãi, xung đột có thể xảy ra. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ tình cảm có những dấu hiệu rạn nứt sau những mâu thuẫn kéo dài. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc nên xem lại ý tưởng của bản thân liệu đã phù hợp hay là chưa. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim gặp nhiều thuận lợi trong tình hình tài chính nhờ nghề tay trái của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 63, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật, ngày 27 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân xuất hiện. Điều này sẽ giúp cho bạn có một ngày để tiếp xúc các kế hoạch về hợp tác làm ăn của mình. Bạn mệnh có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, đem lại lợi nhuận lớn cho công ty. Tuy nhiên, với bạn cũng cần phải quyết đoán hơn với những vấn đề bên ngoài lề, nếu không chúng có thể gây ảnh hưởng tới tiến độ công việc của bạn nữa nhé. Ngoài ra, trong ngày này với bạn tuổi Tuất, không phủ nhận với bạn là người thông minh, có tài trí, nhưng thương quan độ mệnh vẫn khuyên bạn nên khiêm tốn, học hỏi mọi người xung quanh nhiều hơn. Nếu không sẽ dễ đắc tội với những kẻ tiểu nhân sẽ dễ tìm cơ hội để bắt chẹt, cản trở con đường công danh, sự nghiệp, sự thăng tiến của bạn trong tương lai nhé. Ngày này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc, điều này nhắc nhở bạn tuổi Tuất nên dành thêm thời gian để quan tâm tới người bạn đời của mình cũng như là gia đình của mình nhiều hơn. Công việc quan trọng nhưng những phút giây bên gia đình sum họp cũng sẽ quý giá vô cùng. Hạnh phúc cần có được sự vun đắp, xây dựng chứ không phải bỏ mặc trách nhiệm cho bất cứ ai bạn tuổi Tuất nhé.
Vài câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, đem lại lợi nhuận lớn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, ngày thích hợp để xúc tiến các kế hoạch về hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc nên khiêm tốn, học hỏi nhiều hơn, tránh đắc tội với những kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim cần phải quyết đoán hơn với những vấn đề ngoài lề, tránh gây ảnh hưởng tới tín độ chung. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy nên dành nhiều thời gian để quan tâm tới người bạn đời và gia đình của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 76, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi phù trợ. Cái điều này có thể sẽ giúp cho bạn tuổi Hợi giải quyết được ổn thỏa mọi công việc, mọi nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Đặc biệt sẽ mang tới cho bạn có được nhiều sự may mắn khi ký kết những hợp đồng làm ăn kinh doanh. Khách hàng tự tìm đến, đối tác làm ăn dễ chịu, đôi bên đạt được sự thống nhất. Cho nên, sự kiện diễn ra nhanh chóng, thuận buồm xuôi gió, thành công mỹ mãn nữa bạn tuổi Hợi nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ, khả năng thăng quan tiến chức của bạn trong thời gian tới là khá lớn. Chính vì thế, nếu như bạn tuổi Hợi muốn đạt được mục tiêu của bản thân mình đề ra, với bạn cần phải cố gắng hết sức để vượt qua thử thách trước mắt, bạn hãy cứ tự tin vào chính năng lực của bản thân mình bạn tuổi Hợi nhé. Lại thêm, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho thấy với bạn đang rất hạnh phúc với chuyện tình cảm mà mình đang có. Người ấy hiểu và quan tâm, chăm sóc cho bạn mệnh từng ly từng tí. Tình yêu mang đến cho bạn có được sự yêu đời và rạng rỡ hơn mỗi ngày nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, việc ký kết hợp đồng làm ăn kinh doanh diễn ra vô cùng là thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, nhanh chóng giải quyết được ổn thỏa mọi công việc và nhiệm vụ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, hãy cứ tự tin vào chính năng lực của bản thân mình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, có nhiều khả năng thăng tiến trong thời gian sắp tới. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, hạnh phúc với chuyện tình cảm của mình đang có. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 78, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Tỵ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.